79. Âm mưu của Vic. Quay lại đây, Vic. Lần này ông sẽ không thoát được đâu. Ôi, cú ném đẹp quá. Với lũ gấu này, lúc nào cũng là như vậy. Lũ gấu thối tha. Được lắm. Lần tới tôi sẽ tóm được các ngươi. Tiều phu Vic, có chuyện gì vậy? Quay lại để muốn ăn thêm đòn hả? Các cậu nhìn nè, ông ta dạy cái cờ trắng nó để làm gì vậy? Đó là lá cờ của sự phục tùng, nghĩa là ông ta muốn đầu hàng. Đầu hàng ư? Tuyệt quá. Đúng thế. Tôi còn chuẩn bị quà gặp mặt nữa. Tất cả số hạt này là dành cho các cậu, ăn thử đi. Tôi nghĩ là chúng ta có thể trở thành bạn. Trở thành bạn ư? Ông ta thật tốt bụng, sao chúng ta lại không đồng ý làm bạn với ông ta chứ? Đồ tham ăn, đừng quên chúng ta là những con gấu có nguyên tắc, hiểu chứ? Thêm một người bạn tốt hơn là thêm một kẻ thù, không phải vậy sao? Ăn hết đi lũ ngốc. Giờ các người đang bận ăn thì ta sẽ đi chặt cây. Ông ta đi đâu rồi? Em không biết. Đi tìm ông ta nào. Ông ta đâu rồi? Nhìn kìa, ở đằng kia. Điều phu Vic, cảm ơn vì số hạt rất ngon. Chúng tôi thấy ông thực sự có ý định hàn gắn, vì vậy chúng tôi sẵn sàng tha thứ cho ông. Vic, đi đâu vậy? Đầu tôi. Em có thấy không? Các cậu không thấy gì cả, chỉ là tưởng tượng mà thôi. Cưa máy. Vậy đây là thứ ông gọi là chuyến thăm vì tình bạn sao? Tôi có thể giải thích, không phải như các cậu nghĩ đâu. Bắt được rồi. Thả tôi ra. Muốn chạy ư? Không dễ như vậy đâu. Ta sẽ liều mạng với các ngươi. Ông làm gì vậy? Ông điên à? Chạy thôi. Ông đừng giả ngốc để thoát khỏi đây. Tôi sẽ nghiền ông thành bột. Vẫn còn một hạt nữa. Để tôi ăn nốt rồi sẽ xử lý ông. Em phải chia cho anh với chứ. Còn lâu. Đợi đã, Rainbow. Quay lại đây. Tránh ra. Bụng mình đang đói rồi. Này Briar, dậy đi, đến giờ ăn trưa rồi. Được rồi, anh dậy đây. Ngửi thấy không? Viết ư? Xin chào, bạn ăn cho hai người đây. Briar, Viết mang bữa trưa đến cho chúng ta này. Rõ ràng là ông ta có âm mưu gì đó. Âm mưu gì chứ? Hãy tin tôi, lần này là thành ý của tôi thật mà.
Hãy tin tôi. Thấy chưa, tôi không giấu gì cả. Tôi muốn nói rằng tôi xin lỗi. Vẫn còn nóng đấy, các cậu mau ăn đi. Trông ngon quá. Đợi đã. Mình biết Briar rất khó đối phó. Tôi biết rồi, cậu vẫn không tin tôi hả? Cậu thấy không? Briar, em nghĩ lần này không có bẫy đâu. Các cậu mau thử đi. Briar, đừng nghi ngờ nữa, hãy ăn đi. Được rồi, Bramble. Ngon lắm. Trông có vẻ như hai ngươi sẽ ngủ cả tháng. Được rồi, ngủ ngon nhé. Ngủ đi nào, ngủ đi nào. Hãy mơ về đùi gà và trứng khó tiêu. Ui, nó đang tỉnh dậy. Làm sao mình có thể cưa gỗ mà không làm chúng tỉnh dậy nhỉ? Thử ở chỗ đây xem. Ở đây thì chúng sẽ không nghe thấy. Vicky, Vicky, ông thật sự nghĩ là có thể lừa chúng tôi sao? Nhưng đáng lẽ các cậu phải ngủ chứ. Tôi biết rồi, chắc là do các cậu vẫn còn đói. Đợi ở đây nhé. Tôi sẽ kiếm đồ ăn ngon cho các cậu. Nhìn này, xem tôi có gì này. Cậu thích hạt chứ? Ngon chứ? Ông nghĩ tôi sẽ mắc lừa lần nữa ư? Để tôi nhảy cho các cậu xem nhé. Nhảy xấu quá đi mất. Đợi đã. Cậu muốn nghe tôi hát ru không? Tôi không muốn nghe gì từ ông cả. Ép người quá đáng. Ta sẽ cho các ngươi biết tay. Chạy đi. Đừng chạy nữa, lũ gấu ngu ngốc, đứng lại cho ta. Ôi, tảng đá đáng ghét này. Tóm được rồi, xem ngươi còn chạy đi đâu. Đừng bắn, hãy nói lời cuối cùng đi. Ông đang nói gì vậy? Briar. Briar. Sao lại như thế này? Yeah, 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 yeah.
80, trời mưa không dứt. Phải đi cưa gỗ rồi. Trời mưa. Nghĩa là hôm nay mình được nghỉ ở nhà. Được ngủ thoải mái rồi. Đúng thế. Rambo, nhanh lên, trời mưa to quá. Rambo, chúng ta đến chỗ phía xuống mưa thôi, nhớ. Nhỏ thôi, muốn Fix biết chúng ta ở đây à? Không sao đâu, chắc ông ta đang đi cưa cây ở đâu đó. Đi xem nào. Ông ta đang ngủ trong đó. Nếu trời cứ mưa thế này cả tuần, em cá ông ta chỉ ngủ ở nhà thôi. Ngày nào cũng mưa ư? Anh có ý này, đi nào. Đợi em với. Và bây giờ là chuyên mục thời tiết. Tuần này sẽ rất khó chịu vì những cơn dông sẽ mang theo mưa lớn và sấm chớp. Cơn bão sẽ đi qua trong tuần này, nên vì sự an toàn của bạn hãy ở nhà. Mình yêu món đậu phụ thối. Ống nước. Nhìn đây, Brian. Fix tỉnh dậy rồi, Fix dậy rồi. Suýt nữa thì quên đóng cửa. Ngủ ngon quá đi mất. Sao lại có mùi như chợ cá ở đây vậy? Sao chiếc thức thối của mình lại ở đây thế này? Rambo, cố lên. Bên ngoài vẫn mưa to quá. Nghe dự báo thời tiết xem nào. Ồ, đúng rồi. Ống nước cần có vòi. Như chúng tôi đã đề cập trước đó, tuần này sẽ rất khó chịu vì giông bão sẽ mang theo mưa lớn và sấm chớp. Không thể nào ra ngoài xem sao. Rambo, đi nối ống với vòi nước ở đó nhanh lên. Ôi trời, mưa to quá. Suýt nữa thì bị lộ. Mình sẽ không phải làm việc nữa cho đến khi bên ngoài trời ngừng mưa. Mưa ơi ngừng đi, quay lại vào ngày mai nhé. Sao vẫn còn mưa thế này? Mình đã ngủ suốt cả ngày rồi. Cập nhật tình hình thời tiết. Tuần này sẽ rất khó chịu vì các cơn dông sẽ mang theo mưa to và sấm chớp. Mình bắt đầu nhớ ánh nắng rồi đấy.
Rainbow, hôm nay đến lượt em phun nước. Được, cẩn thận đây. Em biết rồi. Cẩn thận bậc thang. Đó là tiếng sấm à? Nó sẽ hết mau thôi. Trông tuyệt quá. Hãy gọi tôi là Vicky. Đẹp trai chết đi được. Trời ạ, mưa vẫn to quá. Không biết bao giờ mới tạnh mưa đây. Mưa càng lúc càng to, đành phải ở nhà thôi. Briar. Cái gì? Briar, bên ngoài tối rồi. Tại sao chúng ta lại ở đây? Em nghĩ chúng ta nên ở trên giường. Em buồn ngủ quá. Rainbow, phấn chấn lên. Hãy nghĩ xem, chúng ta phải làm cho Vic tin rằng trời vẫn mưa. Nếu trời mưa suốt ngày đêm, ông ta sẽ không ra ngoài chặt gỗ nữa. Và như vậy, Vic sẽ bị đuổi việc. Anh đúng là một thiên tài phải không? Đúng không? Briar, tối nay thời tiết rất thích hợp để đi ngủ mà. Briar, chúng ta đang làm gì ở đây? Giờ thì đầy đủ rồi. Được rồi. Em sẵn sàng chưa, Rainbow? Được rồi. Cái gì thế? Mưa bão thật đáng sợ. Ôi trời, mưa suốt một tuần liền. Vậy mình chưa làm được việc gì cả. Nhưng nếu như mình không chặt bất kỳ cái cây nào, ông chủ sẽ giết mình nếu ông ta phát hiện ra. Điều gì đã xảy ra với lịch của mình vậy? Alo, Vic, cậu đã làm gì trong cả tháng này vậy? Gỗ của tôi đâu? Vâng thưa ông chủ, tôi có thể giải thích không? Làm đi. Vấn đề là gì? Cậu đang định kiếm cớ hả? Tại trời mưa mà. Trời có mưa đâu, ra ngoài mà xem. Nhưng đang mưa mà. Ánh nắng ư? Đây là... Lại là hai con gấu thối tha đó. Và bây giờ là chuyên mục thời tiết. Tuần này sẽ rất khó chịu vì các cơn dông sẽ mang theo mưa lớn và sấm chớp. Đồ TV ngu ngốc, lại còn muốn lừa ta sao? Lũ gấu thối tha, lừa ta sao? Ta sẽ bắn các ngươi. Giờ thì không ai ngăn chặn tay chặt cây được nữa. Lũ gấu thối tha, còn định lừa ta lần nữa sao? Ta sẽ không mắc lừa đâu. Biết bị điên rồi, trời sắp mưa to mà. Đúng vậy đó. Cứu tôi với. Ôi không. Ai đó cứu tôi với.